nên mình chuẩn bị đi bãi sao nè. Bãi sao có thể nói là bãi biển tắm mà cát trắng và rất là đẹp ở Phú Quốc. Đem xe đi có cái tiện là muốn đi đâu thì đi, lúc nào cũng được hết á. Này xe đậu nắng quá cho nên mình mới ra đậu máy trước để mọi người lên xe cho mát. Hành trình từ khách sạn đi bãi sao thì mất khoảng chừng 20 phút. Bãi sao. Rồi, có thể chơi cát, mua xuống cũng đều được luôn. Không cần nón cũng được luôn. Chào mọi người, nhà mình đã đến bãi sao. Bãi sao có thể nói là bãi biển đẹp nhất ở Phú Quốc nè. Thiếu ăn kem thì mình kem với chú này. Đi bơi đi cho ba coi, cho ba coi phim. Bơi đi. Các bạn ở đây, các bạn ở đây. Bơi đi. Bơi đi, bơi đi. Bơi ra ngoài với ba, với mẹ. Chỗ kia có đồi cát á, đi tới thêm mấy bước nữa là nước cạn đó, thấy chưa, nước cạn lắm. Bãi sao nằm ở An Thới. Đi từ khách sạn ra thì không mất xa. Từ Novotel mình đi ra nó mất khoảng chừng 20 phút. Rất là gần luôn á. Và bãi biển rất là đẹp. Thực sự là bãi biển nhìn rất là đẹp, rất là đã. Để chơi này, sẽ đi chơi cái chú này.
lại cái nước rồi hất lên cho em chụp gì lắm. Đó, đó, đó. Nắm em lui ra, nắm em lui, giật em lui ra con. Rồi, con muốn đi theo thì theo luôn không?